cơm rồi đó, nó biết cơm rồi đó, đồ kho đồ ăn có sẵn hết rồi. Nó cơm với miếng nước tương rồi cậu. Vậy đó Phật. Hôm nay giác lợi về miếu bà giữa đồng. Giác lợi hôm nay giác lợi trở về miếu bà giữa đồng. Giác lợi xin cái lộc cho bà con cô bác anh chị em ha. Giác lợi về miếu bà giữa đồng. Giác lợi thành tâm thắp hương kiến lên trước án trầu cao cúng bà, xin cái lộc cho bà con ngày chủ nhật tại Tiền Giang Kiên Giang. Một sự trăm may mắn ha. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con pháp danh Nguyên Vũ Pháp Tự Giác Lợi. Hôm nay ngày 30, ngày cuối tháng 8 âm lịch, ngày mai là ngày đầu tháng, ngày mùng 1 và tháng 9 âm lịch, nhằm ngày 15 tháng 10 năm 2023, con Bùi Thanh Vũ pháp danh Nguyên Vũ Pháp Tự Giác Lợi với lòng thành kính về miếu thắp nén tâm hương thành tâm cúi đầu đảnh lễ bà, xin bà ân điển chấp kỳ lễ bạc, con tiến lên trước án trầu cao thành tâm cúng trả lễ, xin bà độ và ban cho con đặng một thầy xăm tài, một thầy xăm lộc, một thầy xăm may mắn để con giúp cho bà con cô bác trên kênh Giác Lợi quay lóc của con được cái lộc cái tài ngày chủ nhật đại Tiền Giang Kiên Giang đêm có miền Bắc miền Trung, xin bà ban cho con đặng một thầy xăm tốt, một thầy xăm tài, một thầy xăm lộc, xin bà độ và ban cho. Nam mô A Di Đà Phật. Chú thầy xăm nằm ngửa lên luôn bà con ơi. Chú thầy xăm nằm ngửa lên để giác lợi quay vào trong, giác lợi trình lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là số thầy xăm may mắn con cũng lắc ra được quay vào trong trình lễ bà, xin bà ân điển bà độ cho số thầy xăm này có cái lộc lớn ngày chủ nhật đại Tiền Giang Kiên Giang, về đầu về đặc biệt về trong lô có cái lộc, con thành tâm con quay trở lại con trả lễ bà, con cúi xin bà độ và ân điển mà ban cho số thầy xăm này có cái lộc lớn ngày chủ nhật đại Tiền Giang Kiên Giang, con xin để vào trong bát nhang, con xin bà độ và ban cho số thầy xăm này có cái lộc ngày chủ nhật đại Tiền Giang Kiên Giang, xin bà ân điển bà độ và ban cho. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con cúi đầu đảnh lễ Đức Thánh Mẫu Bà Cố, xin bà độ và ban cho số thầy xăm con vừa lắc ra được nằm ngửa lên, con cũng quay vào trong, con để vào trong bát hương, con cho để vào bần bát hương, nhờ cái ân đức của bà ân điển ban cho số thầy xăm này có cái lộc lớn trùng khớp với đại Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt, riêng có miền Bắc miền Trung, xin bà độ cho về miền Nam đại chính về có cái lộc đại Tiền Giang Kiên Giang số 879 79 879, xin bà ân điển ban cho có cái lộc đại Tiền Giang Kiên Giang, xin bà ân điển cho con xin được thánh keo con số 79 có cái lộc trùng khớp với đại Tiền Giang Kiên Giang ngày mùng 1 sớm mai mùng 2 đầu tháng, ngày mùng 1 tháng 9 âm lịch, xin bà ân điển cho con xin được cái số 79 có được cái lộc, xin bà cho con xin được thánh keo. Nam mô A Di Đà Phật. Không được, chưa được. Chưa được. Như là Phật, con Bùi Thanh Vũ pháp danh Nguyên Vũ Pháp Tự Giác Lợi, hôm nay với lòng thành kính xin được số thầy xăm là số 79, xin bà độ và ban cho số 79 này có cái lộc trùng khớp với miền Nam ngày chủ nhật có đại Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt, xin bà ân điển ban cho cái số này có cái lộc, giúp cho bà con trên kênh của con ai cũng được cái lộc may mắn ngày chủ nhật ngày đầu tháng, xin bà cho con xin được thánh keo. Nam mô A Di Đà Phật. Hai lần không được à? Hai lần không được à? Lần này lần thứ ba. Nam mô A Di Đà Phật. Con cúi đầu đảnh lễ xin bà ân điển bà ban cho con xin cái số thầy xăm là số 79 có cái lộc về cả ba miền, miền Nam, miền Trung, miền Bắc, đại Tiền Giang Kiên Giang miền Nam là chính sao miền Trung, miền Bắc, xin bà chứng minh bà ban cho con xin được thánh keo số 79 có cái lộc ngày chủ nhật ngày mùng 1 sớm mai mùng 2 đầu tháng, xin bà ân điển cho con xin được thánh keo. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, ba lần được thánh keo bà con. Xin cả ba miền luôn mới được chứ, giác lợi xin miền Nam không bà không ban ha, giác lợi xin miền Nam, miền Trung, miền Bắc bà mới ân điển và ban cho được thánh keo, thì về đài nào miền nào là do cái phước đức nhân duyên của bà con cô bác anh chị em chúng ta ha, về đài nào miền nào là do cái phước đức nhân duyên của bà con cô bác anh chị em chúng ta tham khảo trúng đài trúng miền ha. Giác lợi xin đón nhận số thầy xăm, con xin đón nhận số thầy xăm này, con xin bà độ cho số thầy xăm này có cái lộc trùng khớp với đại Tiền Giang Kiên Giang miền Nam là chính sao miền Trung miền Bắc,
xin bà độ và ban cho số thầy sâm này có cái lộc để cho bà con cô bác có cái lượt cái lộc tham khảo mua tờ giấy số ngày đầu tháng may mắn cát tường. Xin bà ân điển con xin đón nhận số thầy sâm này. Số thầy sâm là số 79 nha bà con. Số 79 ha, số thầy sâm là số 79 nha bà con ha. Số thầy sâm là số 79 nha. Số thầy sâm là số 79 ha bà con thấy rõ ràng ha. Số 79 nha bà con ha. Bà con thấy không? Số 79 nha, này chắc lại lấy cái nét lại xíu. À, số 79 ha, số 79 ha bà con ha. Đó, giác loại sẽ lấy cho bà con thôi, số 79 ha. Bà con ghép dùm cho giác loại là 879 ha, sâm này sâm dương ha, 79 879 897 gì đó. À, 879 897 ha, số thầy sâm là số 79 nha. À, số thầy sâm là số 79. Là mùa về Đà Phật. À, số thầy sâm là số 79 ngày Chủ nhật đại Tiền Giang Kiên Giang ha. Bà con anh chị em nào có thích thì tham khảo mua tờ giấy số. Còn không thích thì xem với tinh thần giải trí ha. Số thầy sâm là số 79. Giác lợi sinh ba lần, lần thứ ba được thánh keo. Giác lợi nguyện ba đài mới được thánh keo ha. Bà con cô bác anh chị em nào tham khảo có cái duyên với bà thì bà độ cho tham khảo trúng đài trúng ngày trúng giờ thì bà con sẽ được cái lộc ha. Nam mô A Di Đà Phật. Giác lợi thành tâm nguyện xin bà độ và ban cho số thầy sâm này có cái lộc lớn ngày Chủ nhật đại Thiền Giang Kiên Giang, giúp cho bà con trên kênh của con được cái lộc may mắn. Mua về Đà Phật. Mua về Đà Phật. Nguyện xin bà độ và ban cho có cái lộc lớn, giúp cho bà con tu bác trên kênh của con được cái lộc may mắn. Ngày Chủ nhật đại Tiền Giang Kiên Giang, xin bà ân điển bà ban cho cái lộc lớn để cho bà con cô bác trên kênh của con ai cũng được cái lộc may mắn. Ngày Chủ nhật đại Tiền Giang Kiên Giang, số thầy sâm là số 79, con xin bà độ bà ban bà ân điển bà ban cho số thầy sâm 79 879 897 để cho bà con cô bác được cái lộc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin bà ân điển bà ban cho số thầy sâm là 79 cho bà con cô bác anh chị em có cái lộc. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, hôm nay giác lợi về giác lợi xin cái lộc trả lễ trúng trầu cao, giác lợi quay cho bà con coi ha. Miếu ở giữa đồng rồi bà con, cái đường rất là khó vô, miếu ở giữa đồng cái đường rất là khó vô ha. Đó, ngày hôm nay giác lợi quay trở về, giác lợi thỉnh trầu cao gì giác lợi trúng cúng xin cái lộc ngày cuối tháng, giác lợi xin cái lộc ngày đầu tháng cho bà con cô bác anh chị em ha. Đó, giác lợi thành tâm, giác lợi cũng về giác lợi thỉnh trầu cao gì giác lợi thắp hương, giác lợi cúng xin cái lộc cho bà con cô bác anh chị em, để bà con cô bác anh chị em nào hợp từng cốp từng ý thì bà con cô bác anh chị em chúng ta tìm mua tờ giấy số, biết đâu cái phước đức nhân duyên cái lộc may mắn thì bà con cũng đều được cái lộc ha. Hôm nay đó giờ trưa nắng nè, giác cũng 8 giờ rồi, giác lợi thành tâm giác lợi xin cái lộc cho bà con ha. Nam mô A Di Đà Phật. Phải quay cái quang cảnh này cho bà con xem ha. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đó là giữa đồng, đó là giữa đồng luôn ha. Để xin bà để cái hoàn cảnh xin bà cho bà con xem ha. Này mình mới trùng tu lại đây nay chắc chừng 2 năm 3 năm gì hả anh? Này cúng bà ngày mấy quên rồi ta? 19 tháng 4 hả? Nhưng mà mới mấy dặm đụng ra có hả? Mấy dặm lớn, dặm công viên, dặm bãi, dặm mười có hết à. Cúng 14 rồi, 16 rồi, 16 rồi cũng cúng nữa. Ừ. Cúng có tụng kinh không? Không. 16 cũng mặn, 14 rồi. Cha em bà, mấy bà hát rồi đổ cái xèo rồi. Đổ xèo quá. 14 mấy đập lớn đập 14 đổ xèo. Thì lại người hùng vô nhiêu cúng cái đổ bánh xèo ăn chứ gì đó. Có cái bình có bà Mỹ đây. Hả? Có bà Mỹ đây tự tới đập là bà đổ khổ một. Anh ăn coi đổ một cũng được. Bà lại tạo chính hả? Ờ, mua bánh xèo chai nhiều tiền quá. Không. Ừ. Chả chạy gì đây.
lên. Vậy, cô cho dạng cung.